Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft Lucky Block, đi tìm ra những cái Lucky Block mới và tiến hành đập nó xem trong đó có cái gì. Thì ngày hôm nay trên tay của mình đây đang là một loại Lucky Block rất là mới luôn. Và loại Lucky Block này có điều gì đặc biệt thì mình sẽ nói ngay sau đây thôi. Đây là Lucky Block Diamond Whoop, hay còn gọi là kim cương sói. Đấy, các bạn thấy nghe tên ngầu không? Đấy, tạm dịch ra là kim cương sói. Còn các bạn thích dịch thế nào thì dịch. Đấy. Đây, trời ơi. Trời ơi, cầm. Trời ơi, núp của mình cầm quả quả Lucky Block kim cương sói nó vào nó phun người luôn. Ôi ôi, to dễ sợ luôn. Một điều đặc biệt mà mình chưa đập cái Lucky Block này mà vừa cài đặt vào cái, các bạn thấy không? Màu đất điếc đổi hết. Mình không hiểu tại sao là nó đổi này. Cái ở bên dưới thì nó vẫn thế, nhưng mà cái kiểu như lớp cỏ bên trên này, đấy, lớp ấy, nó tự nhiên nó bị đổi như thế này. Cái máu của mình lại là màu kim cương. Đấy, bên này thức ăn thì lại màu hình vuông này, mình cũng không hiểu. Đấy, chắc là liên quan gì đến kim cương sói Diamond Whoop đấy. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ đập 101 cái Lucky Block Diamond Whoop này. Mong rằng là nó có điều gì đó huyền bí ở trong cái Lucky Block này. Ok, đập thôi. Đập thôi. Rồi, chúng ta được cái gì? Chúng ta được thịt thỏ. Sói ăn thỏ à? Kim cương sói hay là sói kim cương kìa? Wow, cái gì đây? Refund the whoop. Rồi, kệ mày đi. Mày bé nhỏ hay tao tha cho mày. Trời ơi, TNT quá nhiều luôn. Ok, chúng ta được cái đồ đầu tiên. Wow. Anti-gravity boots. Wow. Trời ơi. Ôi ơi, mặc quả giày này vào là mình bay đến tận thiên bay đến tận thiên đình luôn. À đâu, bay đến cung trăng gặp chị Hằng ý. Trời ơi, không. Mình nghĩ là không nên mặc cái đôi boots này. Bởi vì là mình mà mặc đôi này vào là kiểu như tự tay hại mình. Các bạn biết sao, nó bay lên tít trên kia mà mình chỉ cần bỏ giày ra thôi là ngã gãy giò luôn. Thế thôi. No. Ủa mày quá. Wow. Stop here. Từ lại nha. Trời ơi các bạn ơi. Các bạn thấy gì chưa? Wow. Có lẽ đây là sói kim cương à? Uầy. Trời ơi, màu xanh đẹp dễ thương vậy. Ok, mình sẽ cho bạn này đứng hết lên. Ôi ôi, hóa ra là có, chắc là nó có liên quan đến bọn này. Đấy, kim cương sói, sói kim cương. Ok, cái này là à, ui, trời ơi, bánh à. Ui, bánh ngọt kìa. Etcho. Ủa, cái này là liên quan lại có cả dính dáng đến cả Lucky Block Etcho à. Thôi kệ đi. Cái gì đây? Hello, Hello Bride, rip you, he die. Đâu, Hello Bride đâu? À, trời, nó dọa mình. Nó dọa mình. Ôi, cái gì đây? Rồi, chúng ta nhận được một cái kiếm. Kiếm ngoài hành tinh này. Wow. Trời ơi, kiếm này dài vậy. Ôi, nhưng mà chém chậm lắm. Nhưng mà mình cẩn thận chém vào mấy con chó. Ok, chúng ta tạm thời đặt cái bánh này ấy. Ăn bánh này. Trời ơi, lần đầu tiên thấy một cái bánh ngọt mà nó Hey, no. Ok. Chúng ta ngay lúc này. Yeah. Các bạn thấy gì không? Trời ơi, bây giờ mình mới có thấy tác dụng của cái đôi ủng này. Cái đôi boost này. Trời ơi. Trời ơi. Riêng cái bẫy này nói thật chứ tuổi gì chấm com. Trời ơi. Chí không? Bạn thấy chí không? Quá dữ luôn, quá chí luôn. Mất tiêu luôn. Bay lên luôn. Đấy, tuổi gì? Trời ơi, vợ thật chứ bây giờ mình gặp cái bẫy này mình chả sợ cái gì nữa. Xuống. Ây, quá đẹp cho một cuộc tình. Ui. Trời ơi, lợn cũng biến thành kim cương luôn. Cái gì đây? Shame. I am. Đáng nhất là I am shame nhé. Thằng này là con lợn này tên là shame nhé. Shame I am. Shame là tôi là shame. Ờ, ok. Chắc là shame là tôi. Ồ, luôn. Chó. Ô, con này từ đâu nhảy lên nó uỵch cửa phát. Con này hình như chưa thuần phục các bạn. À, thuần phục rồi. Romantic cái gì đây? Romantic grow, he die.
thôi bỏ đi, cái que vớ vẩn. Rồi, mấy cái con cá này thì mình tốt nhất là không nên động vào. Và chúng ta có gì đây? Galaxy Diamond. Wow. Cái này là kim cương ở Thiên Hà, Ngân Hà gì đây à? Wow. Ghê vậy. Để cho xem. À không, không phân tách được. Trời ơi. Nhìn nó ảo diệu nhỉ. Galaxy Diamond. Thôi bỏ đi. No, chạy. Yo yo. Ôi ôi. Bây giờ có chết con chó nào không? Vừa lấy là chết một con bị lửa thiêu. Đánh nó. Anh em, 500 anh em. Lao lên quất. Đúng rồi, quất. Tuổi gì? Tuổi gì? Cái gì đấy? Better extra. Wow. Diamond Whip này. Cái kiếm kim cương sói này. Một kim cương thường là có thể đổi cái kiếm này rồi. Rẻ nhờ. Ok. Crystal Fishing. Ờ à, luôn Crystal đây. Nhưng mà mình có câu cá kia gì đâu. Bỏ đi. Mình không câu cá mà. Wow. Cái gì đây? Wow. Whoop y bedrock bow. Trời ơi, bow làm từ bedrock à? À đâu. Wow. Trời ơi, bow này là bắn ra bedrock các bạn ạ. Trời ơi. Wow. Ghê vậy. Trời, bắn rơi nhá. Né hộ ấy. Né. Trời ơi, xạ thủ núp ngày nào đâu rồi. Trời ơi, đâu rồi. Bắn. Trời ơi, thôi bỏ đi. Mình bắn này chắc cả ngày không trúng mất. Thật sự lướt hoa cả mắt. Trời ơi. Bắn đây. Ui, bắn né ghê lắm. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Ôi, lại được thêm à? À đâu? Cái này là Diamond Whoop Block. Ok, cái này là bờ... Ê, sao vậy? Thử nha. Wow, đẹp vậy. Trời, hình con này này. Hình con chó đây. Trời ơi. Hình con sói đấy. Trời ơi, nhìn mặt nó. Mặt chữ O, mồm chữ A. À đâu. Mặt chữ A, mồm chữ O. Rồi, không được cái gì luôn. Ui, cái gì đây? À, popular. Hello baby. À đâu, không phải. Đây là thanh niên nào chứ? Làm sao? Trời ơi. Vác quả cung bắn ra bedrock. Đẳng cấp thượng thừa. Nhưng mà cung này có vẻ yếu các bạn nhỉ. Thường đường bắn ra bedrock mà nó cùi. Cùi kinh. Ui. Ê, không yếu nha. Không yếu nha. Thử bắn vào người rồi. Thôi bỏ đi. Mà không chết được các bạn. Hay. Trời ơi, tưởng cái gì. Cái bẫy tào lao này. Giờ ai còn sợ nữa. Đấy, ok, mình ra được rồi. Giờ mình chả còn cái bẫy nào có thể là làm hại được mình các bạn. Wow, giật cả mình. Ok, chả có cái gì. Sao lại được có mỗi một cái đôi giày nhỉ? Đôi ủng. Trời ơi, ai cho mình thêm cái đồ gì đi. Wow, à đây thôi. Có kim cương này đổi rồi các bạn ơi. Ok, mình lên đây đổi. Ôi, ông này chọn chỗ đứng đẹp vậy. Rồi, đổi lấy cái kiếm này luôn. Wow. Cái này cũng nhìn cũng ngầu nhỉ. Ui, chém xa luôn. Bắt xa luôn bạn. Được. Được của nó đấy. Trời ơi. Sao chúng mày vào đây? Mấy con rốt này. Mấy con cà rốt này. Trời ơi, bây giờ mình bị nhốt đây này. Giờ mình phải đập, tìm cách đập nó ra. Đập ở chỗ này là chắc chắn rồi. Đấy. Trời ơi, kinh nghiệm đập Lucky Block cả tỷ năm trời mà. Nó không có cái gì luôn. Bánh mì. Ôi, lại bánh mì. Đúng vậy. Ôi, đồ mới. Pizza. Oh. Ok, mình đang đói này. Oh, cái bánh pizza. Cái này là cho mấy người ăn đấy. Rồi luôn, vận biển, vận biết gì luôn ạ.
cái coi của cái Lucky Block này cũng đẹp nhở. Trời ơi, đẹp dã man quân ngàn luôn. Đèn bí ngô à, nói đèn bí ngô mình mới nhớ mình sẽ thắp sáng nơi này lên để tối đập cho nó đỡ bị tối nhá. Đấy, nhiều bạn kêu anh đập buổi tối tối quá không nhìn thấy cái gì luôn. Ok, đấy, mình thắp sáng bóng đêm luôn. Không có cái gì. Trời ơi, bực mình quá ta. Ồ, lại đôi boss. Ok. Thỏ giết người à? Trời ơi, mày biết chó giết... Ui, nó cắn đau thế. Mày biết không? Trời ơi, mình tưởng nó cắn không đau, cắn cái tí ngoẻo luôn. Cái gì đây? Gen now make this block better writer. Trời ơi, lại được thêm... À đâu? Diamond wood block. Trời, cái này xây nhà. Xây nhà bằng cái kim cương sói này hay nhỉ? Trời, một chữ ô luôn. Đáng yêu. Trời ơi, cái gì đây? The laser e-break. Trời ơi. Trời ơi. Ui, con rồng này ngầu vậy. Ui, rồng kim cương sói à. Rồi, vậy đây. Thôi, mình chạy nhá. Mình chạy, nó cắn mình một cái chết. Trời ơi, nó đang không thấy mình. Rồi, con rồng của cái... Ê, con Zumba. À, con Zumba ở cái Lucky Block này nó bị đổi dạng. Được thế nào? Mày hư. Rồi, mình tránh xa con rồng kia ra. Nhìn nó ngầu nhỉ? Ngầu thật đấy chứ. Thỏ giết người, tao giết mày luôn đi chứ thỏ giết người cái gì giờ này. Giờ này là chỉ có núp đi giết thôi. Nhưng mà mình phải chạy con rồng. Quay lại đây nó sẽ, ôi đây rồi. Quay lại đây nó sẽ quất mình đấy. Quất tới bến luôn. Đừng có đùa với nó. Không có. Ôi, nhà Slam. Nhà Slam. Trời ơi, được mấy cái đồ tào lao không à. Trời ơi, cho tôi một bộ đồ đi. Rõ ràng là cái đồ này à, Lucky Block này quảng cáo nhiều đồ lắm mà. Trời, cái gì đây? Lăng mộ cái gì đây? Tới nha. Mình thử lên đây xem nào. Hey. Wow. Này làm gì? Nhà máy kim cương à? Trời ơi, mình không có búa. À, mình không có dìu các bạn. Thôi bỏ đi. Làm sao? Con Zumba là thích vào đây. Đâu nhỉ? Ủa? Vừa thấy con Zumba chạy đây xong. Thôi bỏ. Không có cái gì luôn. À kìa thầy. Nó đây thầy. Trời, nó cầm cái xẻng cho mình nở hoa luôn. Cuộc đời mình hôm nay nở hoa luôn. Tứng rồng này các bạn này. Đây mình thử có cái cúp nào không nhỉ? Có cái cúp mình thử lên đào xem là cái này nó có tác dụng gì. Mặc quần vào. Mặc quần vào cho đỡ lạnh. Ấy, nhà của em đây này. Ê, vào đi, vào nhà đi em. Xây cho hẳn cái căn nhà vào đây mà nhún này. Mình nhún cả ngày luôn. Ồ, cá luôn. Gì vậy? Ui, rồi. Trời ơi, mù quáng xx luôn. Có nghĩa là mình mù quáng cả đời luôn các bạn. Mù quáng cả đời nhưng mình lại được cái đề kháng. Trời ơi, nó đùa mình. Trời ơi, bây giờ chắc chắn là phải sử dụng lệnh Q rồi các bạn biết không? Bởi vì là cái này là max level rồi. Nó kiểu như là thời gian vô hạn. Ok. Cái này kiểu như là nó chôn mình ấy. Nó chôn mình. Trời ơi, thôi. Trời ơi, rồng nó nhìn thấy mình rồi các bạn ơi. Chạy. Chạy. Úi. Nó vẫn đang bay kìa. Wow. May quá. Ê. Trời ơi, sao không đặt được ta? Rõ ràng mình cố gắng kích chuột vào. Thôi bỏ đi. Đằng nào cũng chết rồi. Chạy nhanh không còn rồng cũng chết rồi. Rồng ơi đừng ra đây em ơi. Anh ơi.
Ờ, mèo luôn. Đây là Lucky Block chó nhá, không phải Lucky Block mèo. Wow, trời ơi, thôi. Trời ơi, thôi. Cuộc sống này mình không dành cho nhau. Bay lên trời cao bằng chị Hằng. Ui. Nào, mấy con này, mấy con dùng bài con này hư lắm. Nhắt con, đi chỗ khác kiếm ăn. Trời ơi, tại sao tôi được mỗi mấy món đồ này vậy? Trời ơi, kim cương. Rõ ràng là mình thấy là nhiều đồ lắm mà. Lượn đi. Ôi, bắn vào mấy cái ngọn cỏ là mình dính vào người mình đấy. Trời ơi, quá đẹp luôn. Thế nha, đứng đây bắn xuống. Làm sao? Mấy bé làm sao? Thôi mình đập tiếp đây. Bắn nụ này, ui. Nhà xì leo làm cái gì? Thôi mình ra sa mạc đập cho nó an toàn đấy các bạn nhé. Ui trời. Ôi đây có một con chó. Đâu thịt chín đâu nhở? Đây đây. Ăn thịt chín cho nhanh chứ thịt sống ăn lâu lắm. Chúng ta còn 32 cái nữa. Trời sáng luôn. Ủa? Hình như nó bị lag. What? Trời ơi, hóa ra là một vụ nổ các bạn ơi. Ok fine. Rồi, bảo sao tự nhiên thấy đứng đơ lại là biết rồi. Biết có điều gì đó mờ ám thôi. Rồi, mấy con kia nó cứ nhìn mình. Ơ, con rồng hình như đang bị kẹt, đang bị mất máu dần kìa. Mình có lên là ra quất nó không nhỉ? Từ nhát đập xong lúc kêu lóc mình ra mình quất nó luôn. Lúc thì chả sợ cái gì đâu, thì sợ chết rồi. Bla, trời ơi. Ui, làm sao, cuộc sống này tao với mày không đội trời chung, hiểu chưa? Tao chết mày cũng phải chết. Trời ơi, nó đến đây để đánh nhau với mình ấy. Trời ơi, núp đã bảo núp không sợ cái gì ngoài sợ chết. Trời ơi, tưởng cái gì chứ cái con rồng này đối với núp là easy gaming. Trời ơi, còn cái gì nữa không? Wow, cảnh tượng nhìn rồng chết nó rất là ngầu các bạn. Nó đẹp đến dễ sợ luôn. Trời, luôn giáp ngựa. Lại là cái cung. Trời ơi, cái này gì đây? Bedrock bow vẫn vậy. À không, cái này sức mạnh hơn này. Ui, cái này VIP hơn thế mà không ra nhanh. Sức mạnh 5 luôn mà. Wow. Ồ, VIP tên này. Rồi nhá, lên đấy đã. Ê, giáp kìa. Mà thôi kệ đi. Ơ, repairing. Khi mình cầm cái Lucky Lock này nó có hiệu ứng repairing đấy các bạn. Cái gì đây? Lời nói thì thầm cái gì đây? Only hope. Trời ơi, cái này đào không có được à? Ui, cứng ngang ngắc luôn. Kiểu như là obsidian đông bằng ấy. Chúng ta có ngôi sao địa ngục. Nổ đi, đúng rồi. Phải con gà mái. Ai ui. Trời ơi, rõ ràng nhiều đồ lắm mà. Rõ ràng mình xem cái trời ơi, không được món đồ gì luôn. Ít cho cái gì. Bỏ đi. Mình xem cái kho đồ của nó là rất là nhiều luôn. Nhưng mà tỷ lệ đập ra có lẽ là hiếm các bạn. Tí nữa mình sẽ, cuối clip mình sẽ cho các bạn xem là có những món đồ gì. Đấy. Có lẽ là mình đen đủi mình không đập được nó đâu. Trời ơi, kinh nghiệm luôn. Ôi, cái gì đấy? Khi lợn bay à? Khi heo bay. Rơi bay luôn. Trời ơi đấy. Ơ, lần này đặt phát một luôn. Lúc hình như mình kích vào đây này. Đáng nhẽ phải kích vào giữa. Ui, cái gì vậy? Trời ơi, đập một phát ra đống kim cương này. Trời ơi, từ nhá. Trời ơi, diamond.
Wow. Wow. Các bạn, phải nói là nó gọi là VIP, mắc VIP luôn. Các bạn biết gì không? Từ nhà mình nhặt hết đống này là mình sẽ giải thích cho bạn cái kim cương sói này nó có tác dụng như thế nào. Khi các bạn cầm cái kim cương sói này, đây nó sẽ có hiệu ứng này, fly này, tăng sinh lực level 4. Wow, bay được luôn. Wow, cái kim cương sói này khi mình có trong người, trời ơi ghê vậy, quá đã luôn. Cái gì đây? Brother, anh trai à? Brother Bob. Ủa, rồi luôn, mình bị sự khai thác mệt mỏi luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Ok phải. Sao đồ anh nó lại bị ok. Có lẽ là do cái, ủa, cái kim cương này nó vừa có lợi và vừa có hại tớ nhá. Đấy, lúc này thì chưa bị, lúc này thì chưa bị khai thác mệt mỏi, nhưng mà ok, mình sẽ đập nhanh. Không hiểu luôn, không hiểu nguyên lý hoạt động của nó như thế nào luôn. Đây, trời ơi, quá ghê luôn. Ok thì ngày hôm nay thì mình đã được nhá. xuống đấy, bạn thấy không, quả ủng này nó gọi là bá đạo luôn. Rồi nó dừng lại một giây luôn, rồi nó cứ bay này thôi, thôi kệ đi. Từ đã, à mình sẽ cho các bạn xem kho đồ của nó này. Đây là kho đồ, trời ơi các bạn thấy không, nó quá là nhiều đồ luôn, mà không hiểu tại sao là mình đen đến nỗi mà không đập được ra cái món đồ nào. Wow, trời ơi, trời ơi, nó VIP chưa? Đấy chưa, có cả các thứ luôn này, nhiều thế này mà mình không đập được ra, mình chả hiểu luôn. Ok, thôi kệ đi, chắc là mình đen. Ngày hôm nay thì mình đã đập xong 101 cái Lucky Block Diamond Whoop, đấy, kim cương sói. Ok, thì nếu các bạn yêu thích cái series Minecraft Lucky Block này và muốn mình rằng là tìm ra những cái Lucky Block mới hơn nữa để đập cho bạn xem, thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh và comment ở phía dưới ý kiến của các bạn về cái Lucky Block này nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.